Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm làm thêm một video nữa, chia sẻ tỉ mỉ hơn về cái cách mình gắn cái dòng để mình ráp vô cái nồi mình tráng bánh cuốn. Thì không có khó ha. Đồng thời Diễm cũng chia sẻ ba cái công thức pha bột bằng bột gạo xay sẵn á, cho cái bánh của mình khi mà mình tráng xong nó sẽ mỏng nè, nó dai và nó ngon. Cách làm đơn giản không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cuốn với Diễm nha. Ở đây Diễm có cái dòng này là nó nằm trong nguyên cái bộ đồ mà tráng bánh cuốn á, Diễm được bạn của Diễm cho. Nhưng mà khi Diễm mang về Diễm dùng á thì không có được. Tại vì á, nếu mà mình nhìn kỹ á, những cái rãnh ở đây nó rất là ngắn, và khi mà Diễm dặn cái ốc ở đây ra nó không có ra được, nó bị cứng. Vì vậy á, Diễm hỏi ông xã thì ông xã Diễm nói cái dòng này ở Na Uy nó cũng có bán, và mình Diễm nghĩ là mình tìm ở đâu cũng có. Thì mình Diễm mới vô Bình Thề Ma đó Diễm mua. Khi mà họ bán thì họ sẽ bán một cái bịch như vậy, và nó có hai cái dòng, đây là tên tiếng Anh ha. Mỗi cái dòng trong đây nó là 146mm á, thì mình cái nồi của mình 146mm thì nó nhỏ nên là mình sẽ nối hai dòng lại nhau. Đây là cái tên của cái tiệm bán ha. Thì bây giờ Diễm sẽ mở ra để Diễm nói, đó là hai cái dòng nè. Bây giờ mình gỡ cái con ốc ngay đây ra và mình nối hai dòng lại với nhau. Thì mình nhìn kỹ mình thấy cái dòng này đó, nó có những cái rãnh xuyên suốt cả cái dòng luôn. Vì vậy là cái tùy cái nồi mình to hay nhỏ mình đều sử dụng được. Thì để dặn đất ốc ra, dặn ra thì mình dặn ngược cái chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra ha. Mình dặn từ từ nó ra hết đó. Diễm mở ra rồi á, và mình cũng mở cái dòng thứ hai ra luôn nha. Mình cũng dặn ngược cái chiều kim của đồng hồ. Sau khi dặn ra rồi á, thì mình sẽ bẻ cho cái dòng nó giãn ra tí xíu đó, để mình nối lại cho nó dễ. Đó, Diễm bẻ hai dòng luôn. Cái dòng này thì nó cũng mềm lắm chứ nó không có cứng ha. Sau khi bẻ ra rồi thì mình chỉ nối nó lại với nhau thôi. Mình cho nó vô cái rãnh á, và mình dùng cái tua vít á, mình dặn lại theo chiều kim đồng hồ. Dặn vào thì mình dặn theo chiều kim đồng hồ á. Mình dặn cho tới khi mà mình thấy á, cái đầu nối của mình á, nó đã chạy qua được gần tới con ốc nè. Đó là như vậy. Nếu mà mình có cái máy này á thì mình lấy mình dặn nó sẽ nhanh hơn nhiều lắm ha. Dặn cái tua vít á thì nó rất là lâu. Đó thì ông xã của Diễm á lấy dặn chừng vài cái là nó đã chạy qua được nhiều như vậy. Rồi mình nối lại cái mối kia lại luôn ha. Mình cũng lấy cái máy nè, dặn tí xíu là nó xong mà. Thì mình đo cái nồi của mình dùng trước nha, xem là bao nhiêu thì mình dặn vừa đủ. Thì cái dòng này sau khi mình nối lại nó sẽ được cái đường kính là 28cm. Nó rất là đơn giản luôn. Và Diễm thấy cái dòng này tốt lắm. Tiếp theo là về giải. Thì cái video cũ Diễm đăng rất là nhiều cái câu hỏi về giải, mà thật ra Diễm cũng không có biết tên cái giải này là giải gì. Cái giải này thì nó kèm chung trong cái bộ đồ tráng bánh cuốn mà bạn Diễm cho Diễm luôn. Thì Diễm sờ vào thì Diễm thấy nó không phải thật là mềm, và nó rất là láng, nó mỏng và nó thấm nước rất là kém. Khi mình do nó bằng tay thì mình thấy nó cũng ít nhăn lắm. Diễm cũng có cầm cái giải này hỏi thử má chồng Diễm xem là hồi xưa ở Việt Nam nó kêu cái giải này là tên giải gì. Thì má chồng Diễm nói là nó pha giữa cotton và polyester. Thì mình tìm thử trên net nha. Mình sẽ sử dụng một cái nồi đó, mình cho vào nồi hơn nửa nồi nước đó. Rồi mình đặt cái miếng giải lên thì mình cắt một cái lỗ ha, cho nó có cái thơ nước nó sôi nó sẽ bốc hơi ra đó. Rồi mình đặt cái dòng vào. Cái dòng thì lúc mà mình gắn mình nên đo trước ha, mình đặt sao cho vừa dặn, mình dặn thì nó nhanh hơn. Đó, rồi mình căng giải và mình xiết lại thôi thì mình được cái nồi hấp bánh á, rất là ngon. Diễm á, cái video đầu tiên Diễm không có chia sẻ nhiều về cái giải, tại vì cái giải này bạn Diễm cho, Diễm lấy là Diễm tráng bánh được liền luôn. Nên là Diễm nghĩ mình chọn giải thì mình chỉ cần chọn cái giải thiệt là trơn láng và cái được hút nước nó ít á, là mình sẽ làm được. Bây giờ Diễm đi pha bột. Thì cái công thức bột đầu tiên là cho những ai không tìm được cái tinh bột gạo. Thì ở đây Diễm có cái bột gạo bình thường và tinh bột năng nha. Hai cái hiệu này là của Thái Lan hết. Mình pha luôn nguyên cái bao bột là 400g. Để cho cái bánh của mình nó dai hơn thì mình pha thêm cái tinh bột năng. Thì Diễm cân vô 40g tinh bột năng là 10% của cái lượng bột mà mình dùng ha. Tiếp theo là nước, thì nước mình pha bao nhiêu cũng được, có quan trọng là cho cái hỗn hợp bột của mình nó có cái lượng nước vừa đủ để nó giãn nở nha. Thì Diễm pha ở đây là 1.2 lít nước nè, tùy cái thao mình to hay nhỏ đó. Rồi sau đó mình dùng cái đồ trộn bột, mình trộn cho cái hỗn hợp bột và nước này nó thật là đều với nhau. Và bây giờ mình để cho nó nghỉ. Thì đây là lần thứ nhất ha, thì mỗi lần nghỉ mình cho nó nghỉ khoảng từ 6 cho tới 8 tiếng là được.
Sau 8 tiếng á, thì mình sẽ quan sát mình thấy cái nước trong á, nó đã nổi lên trên và bột á, nó lắng ở dưới. Mà cái nước này bây giờ nó còn rất là đục vì nó có bọt ha. Thì mình mang cái nước này mình đổ đi. Cái cách này á, mình gọi là cái cách tẻ gạo nè. Giúp cho gạo á, nó được ngâm nước, á, nó hấp thụ nước protein trong gạo, nó giãn nở. Thì cái bánh của mình á, nó sẽ có cái độ dai khi mà mình làm chín. Sau khi chắt nước xong nó, đây mình lấy được cái bột này thì bây giờ mình đi làm liền nó cũng chưa có ngon đâu. Mình tiếp tục mình cho thêm nước vào. Thì như Diễm nói tùy cái thao của mình ha, Diễm cho khoảng cỡ 1 lít 2 nước á. Mình khuấy lên cho thật là đều và bây giờ á, mình đi ngâm cái gạo này lần thứ hai cũng khoảng thời gian là từ 6 cho tới 8 tiếng. Để làm cái bánh cuốn bằng bột gạo xay sẵn này thì thường á, Diễm ngâm gạo vào buổi sáng và buổi chiều á, thì Diễm chắt nước. Sau 8 tiếng á, thì bắt đầu mình lại chắt nước lần thứ hai. Thì bây giờ mình quan sát kỹ, mình thấy cái nước nó hơi trong hơn rồi và nó không còn bị những cái bọt nữa ha. Mình cũng đổ cái phần nước trong này ra, mình chỉ lấy cái phần bột thôi. Mình đổ ra nhẹ nhàng, mình lựa cái thau nào mà cái thành thau nó bén bén á, thì Diễm thấy nó rất là dễ đổ ra nên Diễm mới sử dụng cái thau này nè. Sau đó mình tiếp tục cho nước vào ha, từ 1 cho tới 1,5 lít nước, nước bình thường, không lạnh cũng không nóng. Và mình khuấy lên cho bột nó đều vào cái phần nước này. Và bây giờ mình sẽ ngâm lần thứ ba cũng từ 6 tới 8 tiếng. Thì sau lần thứ ba này á, là mình đã mang đi mình chắt nước, mình đổ bánh được. Nhưng mà nếu mà mình muốn cho cái bột nó ngon, nó trắng hơn nữa thì mình có thể mình ngâm tiếp tục ha, tối đa là 3 ngày. Thì cái này là sau một ngày nè, cái nước này nó đã trong và nó không có còn những cái bọt nữa. Thì bây giờ á, Diễm chắc bỏ đi. Mình cố gắng mình chắc mình bỏ hết ha. Sau khi chắc bỏ xong á, thì bây giờ Diễm đi cân lại xem mình thu lại được bao nhiêu. Cái này Diễm cân thì Diễm đã trừ cái tô ra rồi ha, để Diễm quay cái cân. Thì sau khi mà chắc nước 3 lần rồi á, Diễm cân lại được là 1040 gram vừa bột mà có nước trong đó ha. Thì bây giờ mình sẽ thêm nước vào làm sao cho nó đủ 1.300 gram, là 1,3 kg đó, là Diễm thấy tráng bánh rất là ngon. Đó, cái này là vừa đúng 1,3 kg luôn nè. Sau đó mình sẽ cho vô 1/2 muỗng cà phê muối nha. Có miếng muối vào cho cái bột của mình nó được đậm đà hơn. Mình khuấy lên cho thật là đều, cho muối nó tan nè, cho bột nó hòa thêm vào cái phần nước mà mình đã thêm đó. Và bây giờ mình để cho bột nó nghỉ 30 phút. Sau 30 phút thì mình mang mình tráng bánh được. Bây giờ Diễm đi qua công thức pha bột thứ hai. Thì công thức pha bột thứ hai cho những ai mà tìm được cái tinh bột gạo và có cái tinh bột sắn dây. Tinh bột gạo này thì mình sử dụng tinh bột gạo Vĩnh Thuận cũng được, hoặc mình sử dụng cái hiệu nào cũng được. Miễn là tinh bột gạo ha, thì mình sẽ không cần cái mất cái thời gian để mình tẻ gạo. Tiếp theo là cái tinh bột sắn dây, thì Diễm thấy cái tinh bột sắn dây này Diễm thích tại vì ăn nó cũng bổ đó. Và mình cho vào thì cái bánh của mình nó có cái độ trong và nó cũng dai. Còn nếu mà mình không có cái tinh bột sắn dây này thì mình dùng tinh bột năng hoặc mình dùng tinh bột bắp ha. Diễm cho vào đây 400 g tinh bột gạo. Tiếp theo Diễm sẽ cân vào 40 g tinh bột sắn dây. 1/2 muỗng cà phê muối và 800 ml nước ấm. Nước ấm này thì mình cứ pha 4 phần nước lạnh và 1 phần nước sôi nha. Sau khi cho nước vào rồi thì mình khuấy lên cho cái hỗn hợp này nó thật là đều, nó tan đều luôn á. Và bây giờ á, mình mới để bột cho nó nghỉ. Thì mình nên để bột cho nó nghỉ nha, khoảng từ 1 cho tới 2 tiếng. Tại vì cái bột mà nếu mà Diễm thấy mình đi pha, mình pha xong cái mình làm liền thì Diễm thấy nó rất là nghe mùi bột. Sau 2 tiếng á, thì Diễm mang nguyên cái tô này Diễm đi cân luôn. Thì Diễm cân bây giờ á, tổng cộng là 2568 gram. Mình cân á, để mình chắt bỏ cái phần nước trong ở trên nè. Tại mình nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy nó có bọt cũng dơ ha. Với lại cái nó làm cho cái bánh của mình nó bị chua, cái mùi hơi mùi bột đó. Thì sau khi chắt nước xong mình bỏ cái phần nước này đi. Và Diễm sẽ thêm nước vào làm sao cho đủ như là cái phần hồi nãy mình vừa cân đó. Thì Diễm cho vào. Cái này nó bị lố hết 3 gram nhưng mà không sao ha. Xong rồi á, bây giờ á, mình mới khuấy lên cho thật là đều. Và mình để ở đây cho bột nó thấm lại á, 30 phút là mình mang đi mình tráng bánh được. Nếu mà mình có thời gian á, thì mình cứ để cho bột nó khi nghỉ thêm từ 1 tới 2 tiếng á, thì nó càng ngon ha.
Và cái công thức cuối cùng là làm rất là nhanh, đó là mình sử dụng cái bịch bột bánh cuốn của Vĩnh Thuận luôn, thì mình không cần phải pha cái gì hết. Thì ở ngoài sao cái bao bột nó cũng đã hướng dẫn cho mình cách pha, thì mình làm y chang như vậy. Nếu mà mình tráng bằng cái chảo không dính á, thì mình thêm vào một muỗng canh dầu ăn nữa là mình tráng rất là ngon. Diễm xài nguyên cái bao bột luôn là 400 g ha, mình cho vào 1 phần 2 muỗng cà phê muối, 750 ml nước ấm, tức là 1 phần nước sôi và 4 phần nước lạnh. Và mình cũng khuấy lên cho thật là đều, mình cũng làm y như là cái công thức 1 ha. Dù là cái bột này nó hướng dẫn là mình có thể mình tráng liền, nhưng mà Diễm thấy mình cứ để cho nó nghỉ 2 tiếng, mình chắc bỏ cái phần nước trong trên, mình thêm lại vào nước, rồi mình cho nó nghỉ thêm 30 phút nữa mình tráng nó mới ngon. Để tráng bánh thì mình thoa dầu lên cái dĩa để mình lấy bánh ra ha. Mình nấu nước cho thật là sôi. Khi nước sôi rồi mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình tráng bánh. Mình có thể làm ướt cái miếng vải á, tại vì lúc đầu có thể vải khô thì mình tráng rất là khó. Khuấy bột lên cho thật là đều nha. Lưu ý thì cái bột này nó dễ lắng đó. Lúc nào mình cũng khuấy cho thật là đều thì mình mới tráng bánh. Mình múc một vá bột ha, tùy cái nồi tráng bánh mình to hay nhỏ đó. Mình cứ thử đó, mình tráng đều, sau đó mình đậy nắp lại thì cái bánh của Diễm á, Diễm hấp khoảng cỡ từ 30 cho tới 45 giây à thì nó chín. Cái này là nó vừa chín tới nè, mình gỡ ra thì nó vừa chín tới, tức là nó chưa có phồng lên. Thường Diễm thấy dễ dàng nhất á, là mình để cho nó phồng lên cái bánh luôn á thì mình lấy ra nó dễ hơn. Để cái bánh thứ hai này thì Diễm sẽ để lâu hơn. Mình lấy ra thì mình tiếp tục mình cho bột vào. Tráng thật là đều. Mình đậy nắp lại và khoảng 45 giây mình mở ra đó, thì cái bánh nó phồng lên như vậy, mình gỡ ra nó sẽ dễ dàng hơn. Chị thấy tráng rất là dễ, không có khó ha. Và bánh này nè, nó mỏng lắm luôn á và nó dai nữa. Ở đây Diễm có ba cái loại bột nè, ra được ba cái bánh thì mình nhìn mình so sánh ha. Đây là bánh pha bằng bột gạo và tinh bột năng nè. Đây là bánh mình pha bằng tinh bột gạo và tinh bột sắn dây. Và cuối cùng là cái này là bánh làm từ cái bột gạo của Vĩnh Thuận. Thì với cái bánh mà làm bằng bột gạo và tinh bột năng á, thì mình nhìn kỹ tại quay vi trong video có thấy á, mình sẽ thấy cái màu nó sẽ không được trắng như là hai cái công thức bột kia, và nó vẫn có cái độ dai ha, mà Diễm thấy nó hơi chắc hơn. Đối với cái bánh á, mình làm bằng tinh bột gạo và tinh bột sắn dây thì nó rất là dai luôn. Và Diễm thấy nếu mà mình ngâm thêm đủ thời gian á, thì cái bột nó ăn rất là ngon, nó không có bị nghe cái mùi bột. Còn nếu mà mình pha xong khoảng nửa tiếng mình tráng liền thì nó sẽ nghe mùi bột nha. Công thức thứ ba là làm bằng cái bột bánh cuốn pha sẵn thì là Diễm thấy nó dai nhất luôn. Nhưng mà nhiều khi Diễm thấy nó dai quá, nó lại không ngon, nó lại giống bánh tráng hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh cuốn này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.